Chính phủ Quốc gia Việt Nam Lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, làm lễ chào quốc kỳ quốc ca Việt Nam Cộng Hòa. Bắt đầu. Khởi quân! Nha! Dọn tay! Dâu! Lòng cùng đi hay sinh tiết gì thân sâu vì mong mang dân cùng sông phương với tên làm sao cho nước sông từ nay luôn vững lên dù cho thấy phơi trên nước sao trai
Tôi, Trưởng tướng Kim Huỳnh, trân trọng kính chào Đức Quốc công Tổng thống Đào Minh Quân và phu nhân, kính chào Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc, quý thành viên, đồng nhiệm trong Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, kính chào quý đồng bào Việt Nam thân thương trong và ngoài nước. Hôm nay, ngày 19 tháng 1 năm 2021, tại Diễn đàn Tổng thống Đào Minh Quân, Bộ Văn hóa, Giáo dục và Thanh niên, chúng tôi trân trọng kính mời Đức Quốc công Tổng thống, kính mời Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc, cùng các quý thành viên đồng nhiệm và đồng bào thân thương Việt Nam trong và ngoài nước cùng thành kính trang nghiêm dâng lời cầu nguyện. Chúng con là các thành viên đồng nhiệm trong Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa. Xin lại Đấng Tối Cao, Thượng Đế, Trời Phật và Hồn Thiên Sông Núi, xin phò hộ độ trì, ban phước lành cho chúng con. Xin che chở cho đất nước và đồng bào thân yêu của chúng con được thoát họa cộng sản và nạn chiến tranh tàn phá. Xin bảo vệ Đức Quốc công Tổng thống Đào Minh Quân và tất cả những nhà ái quốc chân chính. Xin cho chúng con thêm khôn ngoan, đoàn kết, nhẫn nại, can đảm, sáng suốt để cùng với Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, dẫn đưa dân tộc Việt Nam vượt qua cơn hiểm nghèo đến bến bờ hạnh phúc, vinh quang, trường cửu, mọi nhà được an hưởng thái bình, thịnh trị của thời Thượng Nguyên Thánh Đức. Xin gìn giữ và tôi luyện cho chúng con tinh thần Việt Nam chân chính. Sống thì phải cho lẫm liệt, mà thác cũng phải đáng tự hào, bất khuất và hùng anh, đúng theo gương sáng của vị lãnh đạo tinh thần của chúng con đã tuyên xưng. Lời cầu nguyện chấm dứt. Trân trọng kính mời Đức Quốc công Tổng thống, kính mời quý Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc, quý thành viên đồng nhiệm cùng tất cả đồng bào Việt Nam thân thương bắt đầu vào chương trình, theo dõi chương trình livestream hôm nay. Trân trọng kính mời. Để mở đầu như thường lệ, chúng tôi kính mời tất cả quý vị cùng nghe bài hát quen thuộc Việt Nam Đào Minh Quân, vì bài hát này trong tương lai tất cả những người dân Việt Nam của chúng ta từ trong ra ngoài nước đều phải biết bài hát này, vì chúng ta đang có một vị cứu tinh của dân tộc Việt Nam và bài hát này để ghi nhớ trong lòng mỗi người dân Việt chúng ta đang được cứu để thoát ra khỏi chế độ Cộng sản Việt Nam tàn ác đang cai trị người dân Việt Nam đang thống khổ từng ngày từng giờ, và chúng ta sẽ đoàn kết lại để đương đầu với Tàu Cộng muốn chiếm đất nước của chúng ta, biến đất nước của chúng ta thành một quận lỵ của Tàu. Kính mời tất cả quý vị cùng nghe. Đào Minh Quân anh hùng cứu người dân miền, quên căn miền ngày ngày chung lo việc nước. Một đời thề dân chiến đấu không ngại ngần vì nước hy sinh cho nhiều người, tổ quốc quang vinh. Việt Nam Đào Minh Quân vẫn đang chờ ngày vui non xóa tan bao nỗi lầm than. Việt Nam Đào Minh Quân xây cờ đồ hồn thiêng sông núi, anh dương lên soi sáng khắp địa cầu.
Đào Minh Quân anh hùng cứu mê rừng đường, quên thân mình ngày ngày chung lo việc nước. Một lời thề dâng chiến đấu không ngại ngần vì nước hy sinh cho một đời tổ quốc quang vinh. Vì Việt Nam Đào Minh Quân dẫn đang chờ đầy vui no ấm, xóa tan bao nỗi lòng tham. Việt Nam Đào Minh Quân xây cơ đồ thiên sông núi, anh dâng lên soi sáng khắp địa cầu. Anh dâng lên soi sáng khắp địa cầu. Anh dâng lên soi sáng khắp địa cầu. Ánh dương lên soi sáng khắp địa cầu. Ánh dương này sẽ soi sáng toàn nước Việt Nam của chúng ta và lan tỏa ra khắp thế giới. Thật vậy đó quý vị, vì Việt Nam của chúng ta, người dân Việt Nam đã thống khổ lầm than trên 75 năm nay từ miền Bắc vào trong tới miền Nam, và chưa có một ánh sáng nào cho dân tộc Việt Nam của chúng ta cả. Và hôm nay thật sự người dân Việt Nam có một ánh sáng đang chiếu vào toàn nước Việt Nam của chúng ta, và nước Việt Nam của chúng ta trong tương lai sẽ là một nước đi tiên phong, diệt tuyệt được chế độ Cộng sản Việt Nam bạo tàn đang cai trị trên đất nước Việt Nam của chúng ta, làm cho những người dân Việt Nam biến thành những người vô cảm và vô nhân tính. Cho nên đây là một sự kiện lịch sử mà trong quá khứ chưa bao giờ xảy ra, vì một cái chế độ quá tàn ác và đã biến từ những người dân có đạo đức trở thành những người vô đạo đức và những người có khả năng tài giỏi cũng biến thành những người vô cảm. Cho nên đó là một cái chế độ rất là tàn độc, đã biến con người của chúng ta trở thành những loài thú chứ không phải là con người nữa. Rất là đau lòng quý vị. Cho nên hôm nay, trong cái chủ đề hôm nay, chúng tôi có nhắc lại là cái bản khuyến cáo. Thì chúng tôi sẽ trình bày bản khuyến cáo trước, rồi sau đó mới giới thiệu cho tất cả quý vị nghe một cái bài của một người quân nhân đã nói lên là vì sao cái người quân nhân này theo ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân. Thì bây giờ đầu tiên chúng tôi kính mời tất cả quý vị cùng nghe chúng tôi nhắc lại cái bản khuyến cáo không nên tham dự Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam. Vì Đệ tam Việt Nam Cộng hòa là một thể chế tự do và tôn trọng quyền của con người. Từ chỗ đó, tất cả những gì mà luật pháp thi hành thì cũng đều cho người dân biết cả. Cho nên không có giống như Cộng sản là áp đặt rồi bắt bớ, trù dập người dân không có trở tay kịp. Nhưng ở thể chế Đệ tam Việt Nam Cộng hòa nối tiếp từ Đệ nhất và Đệ nhị Việt Nam Cộng hòa thì lúc nào cũng cho những lời khuyến cáo trước, rồi nếu ngoan cố thì lúc đó luật pháp sẽ trừng trị. Ở cái thế giới tự do rất là nhân bản, nhân văn, cho nên người dân Việt Nam của chúng ta bây giờ sắp sửa bước qua một cái kỷ nguyên mới, là một kỷ nguyên tân dân chủ. Người dân có quyền làm chủ đất nước của mình, chứ không có phải như thời gian mà Cộng sản Việt Nam cai trị người dân và người dân không có được nói lên tiếng nói gì cả. Cho nên từ hôm nay, người Việt Nam của chúng ta đã có một chính phủ chính danh hợp pháp, và chính phủ này là được do dân ở người dân Việt Nam ba thế hệ bầu lên. Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ tam Việt Nam Cộng hòa do Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân lãnh đạo và do ba thế hệ của người dân Việt Nam bầu lên, thế hệ lão niên, trung niên và thanh niên.
thì và do tấm lòng tự nguyện của người dân, cho nên chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa do Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân lãnh đạo là chính danh hợp pháp của đất nước Việt Nam, nha quý vị. Vì đất nước Việt Nam của chúng ta đang bị một cái đảng cướp, nó cướp chính quyền của Việt Nam của chúng ta. Cho nên ngày hôm nay chúng ta là những người con dân Việt Nam phải biết rằng chúng ta có nhiệm vụ, có bổn phận phải lấy lại cái quyền làm chủ đất nước của chúng ta. Mà hiện tại Ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân, Ngài đang đứng ra để đại diện cho toàn dân Việt Nam của chúng ta, thì lẽ nào chúng ta lại không ủng hộ, phải không quý vị? Vì Ngài đang cứu người dân Việt Nam thoát khỏi ách thống trị tàn bạo của Cộng sản Việt Nam, thì tại sao chúng ta lại không ủng hộ, có phải không thưa quý vị? Cho nên từ bây giờ tất cả những người dân Việt Nam của chúng ta hãy mạnh dạn lên và thể hiện cái khả năng của mình là mình có trách nhiệm với đất nước Việt Nam của chúng ta. Và chúng ta chỉ vào Google và gõ ba chữ www.trưngcầudânýviết tắt.us, đó là một link ngắn nhất. Hoặc là chúng ta nhấn vào link dài hơn là www.chinhphuquocgiavietnamlamthoitrungcầudanhy tất cả đều viết tắt rồi .com. Đơn giản lắm, không có gì khó cả. Và hệ thống Trưng Cầu Dân Ý này rất an toàn và tiện lợi. Chúng ta có thể cầm cái điện thoại thông minh, ngồi bất cứ nơi nào cũng có thể vào để ủng hộ một lá phiếu, và chúng ta điền vào trong đó để chứng minh là chúng ta không chấp nhận chế độ Cộng sản và chúng ta ủng hộ cho Ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân để đem Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa về lấy lại đất tổ và không làm khổ dân, không có trải qua bơm đạn chết chóc. Như vậy có tuyệt vời hay không quý vị? Quá tuyệt vời phải không? Vì bao lâu nay ai cũng nghĩ là Cộng sản Việt Nam mạnh lắm và không có cái gì để mà tiêu diệt được cái chế độ này cả. Nhưng bây giờ chúng ta thấy rằng rất là đơn giản, Ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân đã giải từ cái bài toán khó ra một cái bài toán đơn giản vô cùng. Đầu tiên là Ngài đã cho người dân thấy được Cộng sản Việt Nam đang bắt người dân của chúng ta tôn thờ một cái tên gián điệp Tàu Cộng. Nó đang nằm tại Lăng Ba Đình mà nó không phải là người Việt, nhưng bắt toàn dân Việt Nam của chúng ta phải tôn thờ là cha già dân tộc. Đó là một cái mối nhục rất lớn đối với toàn dân Việt Nam của chúng ta. Cho nên người dân Việt Nam chúng ta chắc chắn là không bao giờ đem một cái tên giặc mà vào đó rồi nhận giặc làm cha, phải không thưa quý vị? Cho nên người dân Việt Nam của chúng ta hãy sáng suốt lên. Và cái chế độ Cộng sản Việt Nam này rất là tàn ác, tàn độc, cho nên chúng hù dọa người dân và bắt bớ. Cho nên từ chỗ đó đã biến những người dân Việt của chúng ta từ chỗ là những người có khí phách, có khí khái và có một cái tinh thần rất là kiên cường, nhưng cuối cùng là những người sợ sệt và trở thành ương hèn. Cho nên từ chỗ đó, những ai mà chúng ta đã sáng suốt nhận định ra được là chúng ta không chấp nhận một cái tên giặc mà vào đất nước Việt Nam của chúng ta mà bắt người dân Việt Nam của chúng ta phải nhận làm cha già của dân tộc Việt Nam thì quá là không thể được, phải không quý vị? Cho nên từ chỗ đó chúng ta hãy nói với nhau, chúng ta đang được cứu rồi. Ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân, Ngài đang cứu toàn dân Việt Nam của chúng ta đó. Cho nên từ chỗ đó chúng ta hãy truyền miệng với nhau và nói với nhau, hệ thống Trưng Cầu Dân Ý rất là an toàn và tiện lợi, Cộng sản Việt Nam không có thể phát hiện ra được. Quá lắm á, thì chúng nó chỉ đứng ở ngay cửa thôi quý vị, ngay cửa của Trưng Cầu Dân Ý đó, rồi chúng nó phá. Nhưng mà chúng ta có rất nhiều link Trưng Cầu Dân Ý viết tắt .us, hoặc là Trưng Cầu Dân Ý viết tắt .info, hoặc là Trưng Cầu Dân Ý viết tắt .world, world là W-O-R-L-D, hoặc là
Việt Nam Cộng Hòa số 3.com, Việt Nam Cộng Hòa viết tắt số 3.com, hoặc là Việt Nam Cộng Hòa viết nguyên số 3.com. Rất là nhiều link quý vị. Cho nên nếu mà Cộng sản có phá vách đứng ở ngoài cửa mà phá, chúng ta không có vào được đó, thì chúng ta nhảy qua cái link khác để trưng cầu dân ý. Đơn giản thôi, vì Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, Ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân rất hiểu Cộng sản như thế nào, cho nên từ chỗ đó tạo cho người dân có điều kiện thuận lợi để nói lên tiếng nói của mình. Vì bao lâu nay người dân Việt Nam ở tại đất nước Việt Nam, có ai được đem đi cầm cái lá phiếu đi bầu cho những cái tên đang cai trị người dân Việt Nam ở tại Việt Nam không quý vị? Chắc chắn là không rồi, phải không quý vị? Chúng nó không cho người dân nói lên tiếng nói, và chúng nó lập ra một cái nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bù nhìn, không có do dân bầu lên. Vì trước mắt người dân cũng đã thấy được chúng nó đã lên tiếng khi chúng nó cướp miền Nam, là chúng nó đã nói là cướp chính quyền, có phải không thưa quý vị? Chắc chắn điều đó là không sai, phải không? Toàn dân Việt Nam ai cũng hiểu điều đó và ai cũng thấy điều đó. Cho nên chúng ta phải mạnh dạn lên, vì ngôi nhà của chúng ta những tên cướp vào cướp, thì hôm nay chúng ta đã có đủ điều kiện để trở về ngôi nhà, lấy lại ngôi nhà của chúng ta, mà một người đang đứng ra để đại diện cho chúng ta lấy lại ngôi nhà của chúng ta, đó là Ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân. Ngài đã chặt đứt cái gốc cây của Cộng sản, là vì Cộng sản Việt Nam đem Hồ Chí Minh ra để vinh danh làm danh nhân thế giới tại UNESCO. Thì khi mà đem ra vinh danh với UNESCO, thì quý vị thử xem, Cộng sản Việt Nam lừa gạt toàn dân Việt Nam, rồi ăn quen cái thói quen lừa gạt đó, đi ra ngoài thế giới và muốn gạt cả thế giới đó quý vị. Muốn gạt cả thế giới. Nhưng nếu chúng ta đặt trường hợp là nếu như người dân Việt Nam của chúng ta thờ ơ lãnh đạm, thì hiện nay là Cộng sản Việt Nam đã đưa Hồ Chí Minh ra là cha già của cả thế giới luôn đó quý vị. Thì quý vị nghĩ thử xem nó nguy hiểm đến dường nào, khi cả một cái thế giới là một cái tập đoàn của một cái đảng cướp, nó cướp cả thế giới luôn. Thì quý vị thử nghĩ thử xem quý vị nghĩ ra sao. Cho nên từ chỗ đó chúng ta cần phải có ý thức quý vị. Chúng ta cần phải có ý thức vì con người của chúng ta không phải chỉ sống, ăn rồi ngủ rồi chết. Chúng ta có một cái bộ não và có sự thông minh, chúng ta có một cái trí tuệ và có những cái trí huệ khi chúng ta học những bài học từ Thượng Đế Trời Phật, từ các Đức Thánh Cha, và chúng ta có một cái sự tâm linh rất là cao quý. Cho nên Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta là hữu thần, chúng ta tin có Trời Phật và hồn thiêng sông núi, thì chắc chắn là một cái lũ bạo tàn, một cái loài quỷ đỏ không có thể nào chống lại chúng ta được. Vì chúng ta có tâm linh, chúng ta tin tưởng vào Thượng Đế Trời Phật, và Thượng Đế Trời Phật đang ban cho toàn dân Việt Nam của chúng ta một vị gọi là từ ở Thượng Đế Trời Phật đã ban xuống cho chúng ta để cứu cả dân tộc này đó quý vị. Cho nên qua cái tiểu sử của Ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân thì chúng ta mới thấy được là Ngài không phải là người bình thường quý vị. Ngài là một vị thánh nhân do Trời Phật ban xuống cho toàn dân Việt Nam của chúng ta. Cho nên từ khi Ngài đi lính ở tại Việt Nam, với đối diện với bom đạn nổ ra hàng ngày ở tại vùng địa đầu giới tuyến, nhưng Ngài không có bị hề hấn gì cả quý vị. Ngài không có bị hề hấn gì cả. Cho nên Ngài mang một cái sứ mệnh để cứu toàn dân tộc Việt Nam của chúng ta. Cho nên Thượng Đế và Trời Phật bảo vệ Ngài đó quý vị. Ngài trải qua những cái sự nguy hiểm trong cuộc đời Ngài, từ lúc Ngài đi lính
cho đến khi Ngài đi sang Hoa Kỳ, bao nhiêu cái giai đoạn mà Ngài trải qua đều nguy hiểm đến tính mạng của Ngài, nhưng Ngài vẫn bình an vô sự. Và chúng ta cũng hiểu được, do đất nước Việt Nam của chúng ta gặp một cái áp nạn quá lớn của Cộng sản Việt Nam đang cai trị toàn dân Việt Nam, cho nên không có cách nào, chỉ có cách là Thượng Đế phải cho chúng ta một vị minh quân xuống thế gian này để cứu đất nước Việt Nam của chúng ta. Và Ngài đã có tên trong sấm thiên thơ cách đây 500 năm đó quý vị, cho nên chắc chắn là đó là một cái điều mà chúng ta, dù cho chúng ta không tin cũng phải tin, vì tất cả ở trong sấm thiên thơ đã có tên của Ngài ở trong đó. Cho nên từ chỗ đó, người dân Việt Nam của chúng ta hãy sáng suốt nhận định, vì trời Phật đang ban cho một vị thánh nhân xuống thế gian này để cứu người dân Việt Nam của chúng ta. Đừng thờ ơ và đừng có làm ngơ. Và hiện tại, Chính phủ Quốc gia Việt Nam Lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, trước khi thi hành luật của Chính phủ Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, thì ra cái bản khuyến cáo đối với những ai còn ngoan cố mà còn đi theo cái chế độ độc ác, bạo tàn, không có do dân bầu lên, là một cái đảng cướp, là một cái nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bù nhìn, cho nên phải quay về với chính nghĩa quốc gia. Và Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân, Ngài xem toàn dân Việt Nam là một dân tộc, không có kể, không phân biệt. Cho nên từ chỗ đó là người dân Việt Nam của chúng ta, dù theo chế độ Cộng sản, thì nên quay trở lại với chính nghĩa quốc gia. Ngài tha thứ tất cả và Ngài xem là một dân tộc Việt Nam chung hết, không có phân biệt, không có kỳ thị nha quý vị. Nhưng nếu còn ngoan cố thì luật của Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa phải xử đó quý vị. Vì một cái thế giới hoặc là một đất nước, hay nói nhỏ hơn thôi, là một cái gia đình. Nếu mà cái gia đình không có luật lệ gì cả thì tất cả những người con trong gia đình đều là những người hư đốn, không có một luật lệ gì cả. Cho nên trong gia đình, hay trong xã hội, hay trong đất nước, hay ra ngoài thế giới, tất cả đều phải có luật lệ cả. Chỉ có Cộng sản là chúng nó xài luật rừng, và chúng nó ngồi trên luật rồi đè đầu cởi cổ người dân Việt Nam của chúng ta. Cho nên từ khi Chính phủ Quốc gia Việt Nam Lâm thời được thành lập ngày 21 tháng 10 năm 1990 do Ngài Thủ tướng Nguyễn Trân nhận trọng nhiệm, thì bắt đầu từ ngày hôm đó là nước Việt Nam của chúng ta đã có quyền trên, có một người chủ để thực hiện cái quyền làm chủ đất nước Việt Nam của chúng ta. Nhưng Ngài Thủ tướng Nguyễn Trân vì bạo bệnh và cụ bà cũng bệnh, cho nên sau đó thì ba thế hệ lão niên, trung niên và thanh niên bầu trở lại và bầu Ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân. Lúc đó Ngài nhận trọng nhiệm Thủ tướng với hai hàng nước mắt đó quý vị. Quý vị thấy một cái chức vụ Thủ tướng nhưng mà nhận trọng nhiệm mà Ngài lại khóc. Khóc vì đất nước Việt Nam của chúng ta quá đau khổ. Khóc vì Ngài không biết làm thế nào để cứu người dân mà ra khỏi cái vòng kềm kẹp của Cộng sản Việt Nam mà không đổ máu. Đó mới là điều khó. Chứ còn một vị tướng hay là một vị vua hay là một cái người lãnh đạo mà muốn chiến thắng mà người dân chết gần hết thì cái người vị tướng đó không phải là tướng tài, có phải không quý vị? Cho nên từ chỗ đó Ngài phải suy nghĩ làm cách nào để cho người dân Việt Nam của chúng ta thoát khỏi cái chế độ Cộng sản Việt Nam mà được an toàn, không có hề hấn gì. Đó mới là điều khó.
và Ngài đã thực hiện được đó quý vị. Ngài thực hiện được và hệ thống trưng cầu dân ý giúp cho người dân Việt Nam của chúng ta không có bị hề hấn gì cả. Ngay cả Cộng sản cũng không biết được làm sao mà chúng nó bắt bớ quý vị. Quý vị thấy có tuyệt vời hay không? Cho nên từ chỗ đó chúng ta hãy thấy được là chúng ta đang được cứu trong sự an toàn nha quý vị. Trong sự an toàn. Và Ngài dặn tất cả người dân Việt Nam của chúng ta vào trang trưng cầu dân ý thì hãy làm âm thầm và không có nói cho ai biết cả. Vì cái hệ thống này rất là đơn giản, chúng ta vào đó thì chúng ta nhấn vào link thì chúng ta sẽ thấy có 4 chữ trưng cầu dân ý viết tắt bằng chữ in. Nhấn tiếp vào 4 chữ đó thì nó sẽ hiện lên cái lá phiếu cho chúng ta điền vào. Chúng ta điền bằng sự thật nha quý vị, bằng sự thật. Vì chính phủ này là duy thật lật cộng. Vì Cộng sản Việt Nam lừa dối người dân quá nhiều, cho nên chính phủ của chúng ta, chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa do Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân lãnh đạo là Ngài nói thật nha quý vị, làm thật và nói thật. Tất cả những gì Ngài làm xong Ngài mới nói, hoặc là Ngài đang làm mới nói, còn chưa làm Ngài chưa nói quý vị. Cho nên chúng ta sắp tới, những ngày tháng sắp tới, người dân Việt Nam sẽ được sống trong sự an bình bằng sự thật. Cho nên chúng ta, đó là một cái niềm vui lớn nhất của toàn dân tộc Việt Nam của chúng ta. Hãy mạnh dạn lên, đừng có thờ ơ. Ngay cả những người theo chế độ Cộng sản là bộ đội hay là công an cũng phải trưng cầu dân ý để quay trở về với chính nghĩa quốc gia. Còn nếu ngoan cố thì sau ngày 16 tháng 2 năm 2021, những người nào không quay về với chính nghĩa quốc gia thì sẽ bị liệt vào cái tội phản quốc đó quý vị, hoặc là bị tịch thu tất cả tài sản và bị tội phản quốc, bị tù tội đó quý vị. Vì sao? Vì đất nước Việt Nam của chúng ta đang bị Cộng sản Tàu muốn chiếm để biến nước Việt Nam của chúng ta thành một quận lỵ của chúng. Chúng ta làm ngơ là chúng ta đang làm lợi cho giặc, phải không thưa quý vị? Cho nên tất cả chúng ta phải quy về một mối và đoàn kết với nhau. Ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân, Ngài coi dân như con và đối xử với dân như cha mẹ. Chính phủ này là chính phủ lo cho dân chứ không phải cai trị dân. Chúng ta hãy nhớ điều đó. Cho nên những người nào đã lỡ lầm bị Cộng sản dụ dỗ để đi theo một cái con đường gian tà thì nên quay trở về với chính nghĩa quốc gia. Ngày hôm nay là ngày 19 tháng 1 năm 2021, và cho đến ngày 16 tháng 2 thì không có còn bao nhiêu ngày nữa. Cho nên tất cả những người đã lỡ theo Cộng sản Việt Nam thì nên quay về với chính nghĩa quốc gia. Và cái quốc hội bù nhìn đó không có do dân bầu lên, và tất cả những đại biểu ở trong quốc hội đó không nên đến để bàn mưu tính kế lừa gạt người dân nữa. Người dân Việt Nam đã quá khổ sở rồi, không nên hại dân nữa. Cho nên bản khuyến cáo này chúng tôi đọc đi đọc lại để cho tất cả người dân Việt Nam của chúng ta hãy lan truyền cho rộng khắp. Và khi Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa về, luật sẽ thi hành, thì quý vị không có nói là tôi không nghe, tôi không biết và tôi không thấy nha quý vị. Cho nên chúng ta cần phải biết để tự cứu bản thân mình. Chứ còn nếu mà thờ ơ thì là mình tự hại mình mà thôi. Vì ở trong nhà Phật cũng có nói nghiệp là do ta tạo, chứ không có ai gây cho ta cả. Cho nên là những người đã theo chế độ Cộng sản thì hãy quay về với chính nghĩa quốc gia. Vì Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, chúng ta tin tưởng trời Phật, Thượng Đế và trời Phật. Cho nên
hùng thiên sông núi đang phò trợ để cho ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân về để lấy lại đất tổ và không làm khổ dân, thì tất cả chúng ta hãy đoàn kết lại. Bây giờ chúng tôi đọc cái bản khuyến cáo này để nhắc lại cho tất cả người dân Việt Nam, và trong đó có những người đang theo chế độ Cộng sản Việt Nam. Đệ tam Việt Nam Cộng Hòa, Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc, lấy lại đất tổ, không làm khổ dân, PO Box 2807, Anaheim, California 92814. Khuyến cáo: không nên tham dự Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam số 001/01/12/2021/QD/BTL ngày 12 tháng 1 năm 2021. Kính đệ trình toàn dân Việt Nam, Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc, chúng tôi xin lưu ý đồng bào về một băng đảng phi pháp đang trá hình là nhà cầm quyền Việt Nam. Băng đảng tội ác này đã có mặt tại miền Bắc Việt Nam trước năm 1945. Chúng đã cướp chính quyền từ nội các chính phủ quốc gia của Thủ tướng Trần Trọng Kim, rồi tự mạo nhận danh xưng Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa để đấu tố, cướp của, giết người, tạo ra một hệ thống kìm kẹp sắc máu để thống trị miền Bắc nước ta. Và sau đó đã cưỡng ép dân chúng phải đem sức người, sức của phục vụ cho bọn phản quốc, thực hiện ý đồ của Tàu Cộng xâm lăng miền Nam, tạo ra cái gọi là nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa tại Việt Nam, với giả tâm muốn biến nước ta thành một quận lỵ của Tàu Cộng. Bọn cầm quyền này là một tổ chức phi pháp. Chúng đã lợi dụng danh xưng nhà nước để tùy tiện bắt bớ, giam cầm, sát hại vô số những nhà ái quốc và cưỡng chiếm đất đai, sang đoạt nhà cửa, trấn lột tài sản của dân chúng. Đó là những tội đại hình với trường hợp gia trọng. Trong suốt hơn 75 năm qua, băng đảng Cộng sản Việt Nam này chưa bao giờ được người dân Việt Nam bầu lên hay chuẩn thuận bằng việc trưng cầu dân ý trong vai trò đại diện của đất nước và nhân dân Việt Nam. Chúng đã mạo danh nghĩa nhà cầm quyền để thống trị, thu gom tài sản, trấn lột sức lao động của người dân, làm nô lệ cho bọn Cộng sản Việt Nam để phục vụ cho ý đồ bá quyền của Tàu Cộng. Chúng đang áp dụng đường lối độc tài, độc tôn, độc ác của chủ nghĩa Cộng sản ngoại lai để cai trị nhân dân Việt Nam. Tư tưởng đường lối này hoàn toàn dị biệt đối với tư tưởng bản chất của đại đa số người Việt Nam. Hai cơ quan được gọi là quyền lực nhất của nhà cầm quyền này là Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, gồm toàn là đảng viên Cộng sản tham ô, ngu dốt, và cái gọi là Quốc hội Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chỉ là một băng đảng trá hình, là một đám sai nha xuẩn động, cũng do Đảng Cộng sản Việt Nam cầm đầu để phỉnh gạt quốc tế và lừa đảo dân chúng. Cái gọi là Quốc hội mà chúng đưa ra chỉ có 493 đảng viên, chiếm trọn tất cả ghế đại biểu khóa 12 cách đây hơn 12 năm. Sau đó, 493 đại biểu này tự bầu lên Quốc hội khóa 13, nhiệm kỳ năm 2011 đến 2015. Và cái gọi là Quốc hội khóa 13 này cũng tự bầu ra Quốc hội khóa 14, nhiệm kỳ 2016 đến 2020.
21 với 496 đại biểu hiện nay. Tất cả đại biểu quốc hội này đều là đảng viên cộng sản, không do dân bầu, là một quốc hội bất hợp pháp. Do đó, chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa tuy đang lưu vong tại đất nước Hoa Kỳ, nhưng đã được sự chuẩn thuận của người dân Việt Nam với trên 7 triệu phiếu trưng cầu dân ý trong tinh thần tự do và tự nguyện, được nhìn nhận là một chính phủ có chính danh và hợp pháp duy nhất của Việt Nam hiện nay. Chính phủ này đang thiết lập chế độ Việt Nam Cộng Hòa Đệ Tam với vị lãnh đạo là Đức Quốc Công Đào Minh Quân do dân bầu và đã tuyên thệ nhận trọng nhiệm Tổng thống ngày 11 tháng 11 năm 2018 vừa qua. Hiện nay, người dân Việt Nam đang tiếp tục trưng cầu dân ý để ủng hộ Đức Quốc Công Đào Minh Quân, Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Đệ Tam, để đại diện toàn dân Việt Nam đứng ra giải thể cái gọi là Nhà nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam trước phế bọn cầm quyền Cộng sản Việt Nam tay sai Tàu Cộng, không do dân bầu lên mà không cần tiêu tốn xương máu. Hiện nay, Đảng Cộng sản Việt Nam và cái gọi là Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã và đang phạm các tội danh lừa đảo, cướp của, giết người là một băng đảng tội ác. Do đó, những ai tiếp tục tham gia Đảng Cộng sản Việt Nam và cái gọi là Quốc hội Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam sau ngày 16 tháng 2 năm 2021 đều bị xử tội đồng lõa hay âm mưu với tội ác. Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam với âm mưu chuẩn bị cho cái gọi là Quốc hội khóa 14 đang do tên Tô Lâm, một gián điệp Tàu Cộng hiện nắm chức vụ Bộ trưởng Công an Cộng sản Việt Nam, muốn sử dụng quân đội, công an và lực lượng dân quân Việt Nam với ý đồ khoa trương hay trấn áp tinh thần dân chúng là những hành vi bất hợp pháp để khủng bố, đe dọa người dân không được sự chuẩn thuận cho phép của chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa. Do đó, thừa lệnh Đức Quốc Công Đào Minh Quân, Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Đệ Tam, vị đại diện chính thức và hợp pháp duy nhất của đất nước và nhân dân Việt Nam, Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc trân trọng yêu cầu điều 1. Khuyến cáo dân chúng và tất cả các lực lượng quân nhân, bộ đội hay bất kỳ lực lượng bộ đội hay công an nhân dân Việt Nam đều không được tham gia, tham dự hay yểm trợ cho ý đồ phi pháp của tên Việt gian Tô Lâm. Điều 2. Xác định tên Tô Lâm sinh ngày 10 tháng 7 năm 1957, quê quán tại xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, đã có trong danh sách tội phạm quốc tế là thành phần nguy hiểm, thuộc dòng máu tên giặc Tàu Tô Định, con trai của tên đại tá Cộng sản Việt Nam Tô Quyền, nguyên là giám đốc công an tỉnh Hải Hưng, là một tên cục trưởng cục cảnh sát quản lý trại giam ác độc nhất. Trước khi nghỉ hưu, Tô Quyền là cục trưởng cục V26, nay là Tổng Cục 8. Điều 3. Tên Tô Lâm hiện nay là Bộ trưởng Công an Cộng sản Việt Nam, cư trú tại phố Ngọc Khánh, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, địa chỉ nơi làm việc
là 16 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội. Điều 4. Chỉ có những tên tham quan, ô lại và một số rất ít đơn vị quân đội hay công an toa rập, móc nối hay chấp nhận sự điều khiển của tên gián điệp Tào Cộng Tô Lâm để tham dự Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13 này, đều là hành vi vô kỷ luật, là những kẻ cam tâm làm tay sai cho giặc Tàu. Điều 5. Lưu ý tất cả những cơ quan truyền thông lợi dụng quyền tự do ngôn luận để tuyên truyền, loan tải những tin tức thất thiệt nhằm tiếp tay cho bọn Cộng sản Việt Nam làm tay sai bán nước cho Tàu Cộng là hành động phạm pháp, có thể bị coi như là việt gian, phản quốc. Điều 6. Khuyến cáo những đảng viên Cộng sản Việt Nam nên từ bỏ đảng để được Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa khoan hồng. Điều 7. Tất cả những dân biểu của cái gọi là Quốc hội Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam không phải là đại diện cho dân, không nên đến trụ sở vì được xét là hành vi gặp nhau để bàn mưu tính kế lừa bịp, hãm hại đồng bào Việt Nam. Đó là tội đại hình, có thể dẫn đến việc bị tịch thu toàn bộ tài sản và tù tội chung thân. Thừa lệnh Tổng thống Đào Minh Quân, thừa ủy nhiệm Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc, Đại tướng Lê Minh. Chúng tôi vừa đọc xong cái bản khuyến cáo này, thì những cái lời khuyến cáo để cho toàn dân Việt Nam của chúng ta phải có ý thức và lắng nghe để chúng ta làm cách nào mà không có bị vi phạm cái luật pháp của Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, nghe quý vị. Cho nên song song với bản khuyến cáo này thì chúng tôi cũng nhắc lại là Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa là một thể chế do dân bầu ra và có luật pháp rõ ràng song hành với Hoa Kỳ, chính danh hợp pháp song hành với Hoa Kỳ và 27 nước châu Âu. Cho nên Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa do Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân lãnh đạo là chính danh hợp pháp do người dân ba thế hệ bầu ngài lên làm thủ tướng, rồi sau đó đến ngày 11 tháng 11 năm 2018 thì ngài nhận trọng nhiệm Tổng thống Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa. Cho nên chúng ta có một chính phủ chính danh hợp pháp, còn Cộng sản Việt Nam cướp nước Việt Nam của chúng ta, và hiện tại Chính phủ Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa đang kêu gọi toàn dân Việt Nam của chúng ta, ai đã lỡ đi theo con đường gian tà, gian ác thì nên quay trở về với chính nghĩa quốc gia. Vì cái cuộc chiến của Việt Nam từ năm 1945, người dân Việt Nam đã chết quá nhiều trong cuộc chiến, mà không những người dân Việt Nam không, còn có những lực lượng của thế giới vào để giúp, để lấy lại cái nền tự do cho người dân Việt Nam chúng ta. Nhưng nước Hoa Kỳ đã vào để giúp, để chống lại chế độ Cộng sản, nhưng những quân nhân Hoa Kỳ phải hy sinh ở tại chiến trường Việt Nam đến 58.721 chiến binh Hoa Kỳ đã tử trận và hy sinh ở tại chiến trường Việt Nam. Chúng ta nghĩ xem, cái đất nước của chúng ta mà người anh em đến để hy sinh, để mà giúp cho người dân Việt Nam của chúng ta thoát khỏi cái chế độ Cộng sản, nhưng phải hy sinh quá nhiều. Thì những ai mà nói rằng hiện tại Cộng sản Việt Nam đang bắt tay với Mỹ, hoặc là Mỹ bắt tay với Cộng sản Việt Nam đó, thì chúng ta nhìn xem, người lính chiến binh Hoa Kỳ phải tử trận ở tại chiến trường Việt Nam là do đâu?
do Cộng sản, phải không quý vị? Và Cộng sản ở đây là Cộng sản Tàu đã cài cắm tên gián điệp Hồ Chí Minh vào đất nước Việt Nam của chúng ta, cướp chính quyền ở miền Bắc, rồi sau đó cướp luôn chính quyền của miền Nam Việt Nam. Nhưng chúng ta phải trải dài, người dân Việt Nam phải thống khổ lầm than và trải dài từ năm 1945 cho đến ngày hôm nay thì chúng ta mới có ánh sáng cuối đường hầm. Vì Cộng sản Việt Nam quá tàn ác, chúng nó là tay sai của Tàu Cộng, cho nên không có thương tiếc gì người dân Việt Nam của chúng ta cả. Và ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân, ngài rất đau xót để cứu người dân Việt Nam ra khỏi cái ngục tù Cộng sản, thì tất cả ngài đã làm sẵn hết cho người dân Việt Nam. Thì cho nên ngay cả ở trong Sấm Thiên Thơ cũng đã có nhắc tới cái cuộc chiến mà hiện tại Cộng sản Tàu đã cài cắm một cái tên gián điệp Tàu Cộng vào trong đất nước Việt Nam của chúng ta, cướp chính quyền năm 1945. Ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân đã chặt được cái gốc cây của Cộng sản. Bây giờ cái thân cây đó từ từ cành lá nó sẽ héo khô, rồi nó sẽ đổ sụp. Và người dân của chúng ta thấy được điều đó thì cái cây đó nó sẽ ngã nhanh hơn. Còn nếu người dân chúng ta không thấy mà ngộ nhận mà nuôi dưỡng chúng, cho nên cái cây đó nó vẫn tiếp tục sống. Mặc dù cái rễ nó, ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân đã chặt đứt. Cho nên cái ngày mà cái cây Cộng sản đó nó ngã xuống càng nhanh bao nhiêu là do người dân Việt Nam của chúng ta có ý thức càng nhiều bấy nhiêu, thì Cộng sản phải bị tiêu diệt. Vì Cộng sản lừa gạt người dân Việt Nam của chúng ta, và đến hôm nay thì không thể lừa gạt được, vì Cộng sản Việt Nam đã gặp khắc tinh của chúng rồi. Ngài Đức Quốc Công chỉ yêu cầu một cái điều kiện nhỏ thôi, đơn giản thôi, là chứng minh cho được cái dấu lăn tay của Nguyễn Ái Quốc ở trong cái thẻ căn cước mà lúc đó Nguyễn Ái Quốc đi sang Pháp rồi xin làm thông ngôn cho Pháp. Thì Pháp có làm cho Nguyễn Ái Quốc một cái thẻ căn cước, và cái thẻ căn cước đó ngày nay Sở Liêm Phóng phòng nhì của Pháp còn đang giữ. Cái dấu lăn tay của Nguyễn Ái Quốc vẫn còn trong thẻ căn cước đó. Còn Hồ Chí Minh đang nằm tại Lăng Ba Đình thì cũng phải chứng minh cho được cái dấu lăn tay của Hồ Chí Minh và dấu lăn tay của Nguyễn Ái Quốc là một, là giống nhau. Thì chuyện vinh danh Hồ Chí Minh là danh nhân thế giới thì mới chấp nhận được. Nhưng có được hay không quý vị? Cộng sản Việt Nam làm gì chứng minh được? Vì chúng nó là dối trá, là dối trá, lừa gạt người dân của chúng ta, rồi lừa gạt luôn cả thế giới. Cho nên đến hôm nay thì chúng nó đã gặp một vị khắc tinh của chúng nó rồi, mà không có làm sao được. Vì Cộng sản Việt Nam không có chứng minh được cái dấu lăn tay của Nguyễn Ái Quốc và Hồ Chí Minh đang nằm tại Lăng Ba Đình là một, cho nên cái hồ sơ xin vinh danh Hồ Chí Minh là danh nhân thế giới đã bị quăng vào sọt rác rồi đó quý vị. Cho nên cái gốc cây Cộng sản ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân đã chặt bỏ rồi, mà người dân của chúng ta bị chúng nó che mờ mắt không có thấy được. Cho nên người dân chúng ta phải hiểu biết và chọn con đường để mình đi. Vì trong tương lai, từ sau ngày 16 tháng 2 năm 2021, nếu những ai đã lầm đường đi theo chế độ Cộng sản Việt Nam thì hãy quay đầu lại mới kịp nha quý vị. Còn ai ngoan cố thì luật của Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa sẽ thi hành. Vì Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa do Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân lãnh đạo, ngài đã ấn ký cái bộ hiến pháp Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, trong đó ngài thương yêu người dân
lo cho người dân rất là đầy đủ, vì đất nước Việt Nam của chúng ta trong tương lai rất là giàu có, vì tại thềm lục địa của đất nước của chúng ta có cái mỏ dầu lớn gấp 72 lần cái mỏ dầu của Kuwait. Cho nên nhất định là chúng ta phải đoàn kết lại để những gì của Việt Nam thì chúng ta là của đất nước Việt Nam và của người dân Việt Nam. Còn Cộng sản Tàu không có quyền xâm phạm vào những gì thuộc về Việt Nam của chúng ta. Cho nên đơn giản là chúng ta chỉ cần nói lên tiếng nói của mình thôi. Tất cả Ngài Đức Quốc Công, Tổng thống Đào Minh Quân, Ngài đã làm sẵn hết đơn kiện Tàu Cộng, rồi chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, Ngài đã được do Ngài Đức Quốc Công, Tổng thống Đào Minh Quân lãnh đạo, thì Ngài đã nhận được công hàm của đời của Tổng thống Hoa Kỳ gửi đến và chấp nhận và công nhận là cái chính phủ của chúng ta, chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời là chính danh hợp pháp đó quý vị. Chút nữa chúng tôi sẽ cho tất cả quý vị xem những cái bằng chứng mà những gì chúng tôi nói ở đây đều có chứng cớ cả, chứ không có nói suông giống như là Cộng sản Việt Nam nói, mà chúng nó nói bằng những từ mỹ miều, nhưng chúng ta nghĩ ngược lại thì rất là đau thương cho người dân Việt Nam, vì chúng nó dùng những cái từ chẳng hạn như tự do thì người dân lại bị nhốt trong một cái nhà tù tại đất nước Việt Nam của người dân của chúng ta. Cho nên tất cả những gì mà chúng ta dại dột mà tin tưởng thì chúng ta tự hại chúng ta mà thôi. Thì nếu mà sau ngày 16 tháng 2 năm 2021 những ai còn ngoan cố thì sẽ chẳng hạn là sẽ bị tịch thu tài sản, vì những người theo chế độ cộng sản thì những cái đồng tiền mà giàu có bây giờ là cho con cháu đi ra nước ngoài sống đời vương giả phủ phê đó, những đồng tiền đó là những đồng tiền của người dân đó quý vị. Đúng ra người dân Việt Nam được hưởng, nhưng chúng nó không cho người dân hưởng mà để cho người dân đói khổ lầm than, rồi chúng nó gom vào trong túi riêng, rồi sống một cái đời sống vương giả đế vương ở nước ngoài. Thì người dân của chúng ta tội nghiệp lắm, không có thấy được. Cho nên là để cho chúng nó bóc lột đến tận xương tủy. Nhưng mà những ngày sắp tới thì luật pháp rõ ràng và nghiêm minh, và ở trong cái sấm cách đây 300 năm thì cũng đã có nhắc tới. Chúng tôi đọc lại cho tất cả quý vị nghe để quý vị thấy được là những cái sự kiện xảy ra bây giờ là có ở trong thời xưa rồi, trong Sấm Thiên Thơ hoặc là Thiên Tài Nguyễn Bỉnh Khiêm cũng đã nhắc đến. Cho nên hiện tại chúng ta thấy những cái sự kiện diễn ra hôm nay do Thượng Đế Trời Phật đã tính biết trước hết rồi đó quý vị, chứ không phải là chúng ta tưởng đâu là những ngày hôm nay là những gì mà chúng ta nghĩ là không có ơn trên. Có ơn trên đang nhìn thấu những người dân của chúng ta đang đau khổ và mới cho một cái vị thánh nhân là Ngài Đức Quốc Công, Tổng thống Đào Minh Quân xuống thế gian này để cứu người dân Việt Nam của chúng ta. Cho nên ở trong Sấm Thiên Thơ và ở trong những cái câu của Thiên Tài Nguyễn Bỉnh Khiêm cũng đã nhắc tới. Thì chúng tôi đọc để cho quý vị nghe lại. Hôm trước chúng tôi cũng có phát ra, nhưng mà nếu không nhắc lại thì có thể người dân sẽ quên đi. Cho nên đây là những gì mà chúng tôi muốn nhắc lại cho người dân tránh sự tù tội, rất là tội nghiệp, vì người dân nào cũng là dân Việt Nam cả quý vị. Thì cách đây 500 năm, Thiên Tài Nguyễn Bỉnh Khiêm
đã có những cái câu đoán trước tình hình bây giờ, và nó rất là đúng nha quý vị. Uổng công tướng sĩ nhà Hồ, rồi đây sự nghiệp cơ đồ đổi thay. Đúng ngày thời tiết xuôi tai, lớp thì chạy trốn lớp đài Côn Sơn. Côn Sơn đi dễ khó về, mênh mông trời biển tứ bề quạnh hiu. Quanh năm sóng gió dập dìu, mồ hoang vô chủ tiêu điều ngàn năm. Đó là những cái câu mà thiên tài Nguyễn Bỉnh Khiêm đã viết cách đây 500 năm. Cho nên chúng ta, những người nào hiểu biết thì chúng ta sẽ tránh được những cái tai họa mà tự bản thân của chúng ta gây ra. Vì Việt Nam của chúng ta có cái câu là tham thì thâm đó quý vị. Thì khi đã tham rồi mà không có biết dừng lại thì nó sẽ đi đến cái tình trạng tệ hại. Và Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa thì lúc nào Ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân coi dân như con và đối xử với dân như cha mẹ. Ngài rất thương người dân, cho nên là mới ra cái bản khuyến cáo này để cho tất cả những người dân Việt Nam của chúng ta hiểu biết, thì đừng có bị Cộng sản lừa nữa. Và ở đây chúng tôi cũng nhắc lại, Cộng sản Việt Nam ngày xưa đó thì nói là chọn những người làm đảng viên á, thì những người đó là những người mà đã theo Cộng sản từ nhiều năm rồi, dòng họ con cháu phải là dòng họ ba đời đảng viên đó. Nhưng mà hiện tại quý vị biết hay không, Cộng sản á, họ muốn dụ dỗ người dân và để cho người dân theo đảng. Cho nên á, là họ cho người dân vào đảng một cách nghĩa là dễ dàng. Nhưng tất cả những người dân nào mà đã biết cái bản khuyến cáo này thì đừng nên bước vào nha quý vị. Vì chúng ta sắp sửa bước qua một cái kỷ nguyên mới, đó là kỷ nguyên tân dân chủ, là người dân phải biết làm chủ đất nước của mình, không có để cho một cái nước lớn, một cái nước ngoại bang mà đến chiếm đất nước Việt Nam của chúng ta. Cho nên không thể nào là những người Việt mê mờ để cho Cộng sản dụ dỗ. Thì tất cả những người dân của chúng ta ở thế giới tự do thì trên 18 tuổi là đã có những cái sự suy nghĩ chín chắn để không có quyết định sai lầm. Cho nên ở cái thể chế tự do ở các nước tự do tư bản trên thế giới đó quý vị, thì những em mà đi học từ nhỏ cho đến 18 tuổi thì cho các em đó ra xã hội và các em có thể ra sống riêng, là để cho các em có cái tinh thần tự lập và tự làm chủ lấy bản thân của mình. Cho nên là trên 18 tuổi, ở trong hệ thống trưng cầu dân ý cũng vậy, trên 18 tuổi thì mới được quyền trưng cầu dân ý. Cho nên từ chỗ đó, nếu người dân mà để bị Cộng sản lừa và theo Cộng sản, thì những ngày sắp tới, cái bản khuyến cáo này đã đưa ra rồi, và trong tương lai sẽ còn có cái bản cảnh cáo nữa. Cho nên cái bước tiếp theo thì người dân Việt Nam nếu mà mê mờ và bị Cộng sản lừa dối thì phải tự nhận lấy cái trách nhiệm của mình, và lúc đó thì không có than thở với ai, vì chúng ta làm thì chúng ta chịu, và phải hiểu biết thì mới tránh được. Ở trên mạng xã hội bây giờ thì Chính phủ Quốc gia Việt Nam Lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa có rất nhiều chương trình để cho người dân hiểu biết và không có làm lợi cho Cộng sản. Thì chúng ta hãy nói với nhau và chỉ cho nhau để thấy được chúng ta có một chính phủ chính danh hợp pháp, và Chính phủ Quốc gia Việt Nam Lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa là một chính phủ do dân bầu lên, ba thế hệ của người dân bầu lên.
bầu ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân nhận trọng nhiệm thủ tướng. Và khi ngày 11 tháng 11 năm 2018 thì số phiếu đã hơn 4 triệu phiếu. Lúc đó thì ngài đã nhận cái trọng nhiệm Tổng thống Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa. Cho nên chính phủ này là chính phủ chính danh hợp pháp do người dân ba thế hệ bầu lên, bầu ngài lên. Và hệ thống trưng cầu dân ý này vẫn còn tiếp tục dài dài hoài nha quý vị. Vì muốn tận diệt tận gốc rễ cái chế độ Cộng sản Việt Nam đang cai trị người dân Việt Nam của chúng ta, thì tất cả những người dân của chúng ta phải thể hiện lập trường. Và khi người dân đã chứng minh lập trường của mình không chấp nhận chế độ Cộng sản thì phải trưng cầu dân ý để chúng ta chứng minh được. Còn nếu người dân không thực hiện thì cái đó là quyền của người dân. Chúng tôi là chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa không có bắt buộc người dân, mà kêu gọi người dân có ý thức để chúng ta mới tìm con đường cứu bản thân của chúng ta. Cho nên chúng tôi kêu gọi mà người dân không nghe thì người dân phải chịu trách nhiệm hoàn toàn. Vì quốc thì có quốc pháp, gia thì có gia quy. Nếu một đất nước và một cái xã hội hay một cái thế giới mà không có luật lệ gì cả thì thế giới này sẽ nổi loạn. Và tại Việt Nam, Cộng sản Việt Nam đang xài luật rừng, thì quý vị thử nhìn xem đất nước Việt Nam có được đầy đủ, người dân có được cơm no áo ấm, hay là cái đất nước có bình an và an toàn hay không quý vị? Chắc chắn là không có, phải không? Vì không có một luật lệ rõ ràng, chúng nó xài luật rừng và ngồi trưng luật pháp. Chúng nó xử tội nhưng mà có tiền đút lót thì sẽ không có tội. Hoặc là những cái tội nhẹ mà chúng nó muốn đánh thì đánh, muốn giết thì giết, và không có một cái luật lệ nào cả. Cho nên Việt Nam của chúng ta phải được thay đổi để cho người dân có một cái cuộc sống bình yên, không có phải sợ sệt nữa. Và người dân sẽ được bảo vệ bằng cái thể chế của Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa. Chúng tôi mời tất cả quý vị nghe lại cái bài sấm của thiên tài Nguyễn Bỉnh Khiêm, để cho người dân của chúng ta nhớ rõ là khi Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa về, mà những ai không có, những ai đang làm lợi cho chế độ Cộng sản là đang phạm tội phản quốc đó quý vị, không có quay về với chính nghĩa quốc gia thì phạm tội phản quốc. Cho nên mời tất cả quý vị nghe cái bài của thiên tài Nguyễn Bỉnh Khiêm. Tất cả người dân của chúng ta hãy nên nói với nhau
vì chúng ta đang được cứu khỏi chế độ Cộng sản Việt Nam bạo tàn, thì người dân đừng có thờ ơ nghe quý vị. Vì Cộng sản chúng nó dụ người dân, nhưng người dân mà thờ ơ thì chúng nó đang vỗ tay để mà cười người dân Việt Nam của chúng ta, và cho rằng người dân Việt Nam của chúng ta ngu ngơ để dễ dàng lừa đảo. Cho nên chúng tôi nghĩ rằng người dân Việt Nam của chúng ta bây giờ không có ngu ngơ nữa, mà người dân Việt Nam của chúng ta còn nhiều người thông minh và trí tuệ lắm. Cho nên chúng ta phải ý thức để mạnh dạn lên. Chỉ có điều là người dân còn sợ sệt, cho nên vô tình làm lợi cho chúng đó quý vị ơi. Chứ người dân Việt Nam không có ngu ngơ để cho chúng nó lừa đâu nghe quý vị. Bây giờ thì chúng tôi mời tất cả quý vị trước khi chúng tôi đọc cho tất cả quý vị nghe cái bài là vì sao mà một cái người quân nhân ủng hộ cho ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân, tại sao tôi theo ông Quân, là cái câu nói của một cái người quân nhân. Thì chúng tôi cũng cho tất cả quý vị cùng xem những cái hình ảnh để chúng ta chứng minh là chính phủ của chúng ta là một chính phủ chính danh hợp pháp, và có bằng chứng hẳn hoi, chứ không có chứ không phải giống như Cộng sản Việt Nam mà chúng nó lừa dối người dân Việt Nam rồi muốn nói gì nói. Đây cho tất cả quý vị cùng xem cái hình ảnh này nè quý vị. Cái hình ảnh này là hình ảnh gì rồi đó quý vị biết hay không? Là cái hệ thống trưng cầu dân ý của chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, là chính danh hợp pháp đó quý vị. Quý vị thấy có chữ này không? Register to vote. Là tất nhiên là đã được Hoa Kỳ công nhận là cái hệ thống trưng cầu dân ý này hợp pháp. Hợp pháp. Cho nên cái hình ảnh này cho người dân biết là Hoa Kỳ công nhận chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời hệ thống trưng cầu dân ý hợp pháp nha quý vị. Cho nên người dân Việt Nam đừng có để cho người Cộng sản nó lừa dối. Đây là hình ảnh này là chứng minh cho người dân biết được là cái hệ thống trưng cầu dân ý của chúng ta là chính danh hợp pháp. Đây, quý vị thấy có hình ảnh này hay không? Chúng tôi mở lớn lên cho tất cả quý vị xem nha. Đây nè. Register to vote. Thấy không? Được xác nhận là hợp pháp đó quý vị. Cái hệ thống trưng cầu dân ý, hệ thống bỏ phiếu này là hợp pháp. Đó quý vị thấy không? Cho nên từ chỗ đó người dân Việt Nam đừng có thờ ơ nha. Người dân Việt Nam phải biết là mình phải cùng nhau để ủng hộ cho Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân đem đệ tam Việt Nam về càng sớm càng tốt nha quý vị. Đây, quý vị thấy không? Register to vote, rồi chấm CA, rồi chấm gov. Gov là chính phủ đó quý vị. Đây, GOV, thấy không? Đó, thành ra cái hệ thống này là hợp pháp đó quý vị, với đất nước Hoa Kỳ. Mà đất nước Hoa Kỳ là một đại cường quốc của thế giới nha quý vị. Cho nên từ chỗ đó, người dân của chúng ta đừng có sợ sệt, đừng có mê mờ. Rồi bây giờ đây cái hình này. Cái hình này quý vị nhìn xem. Ngài Đức Quốc Công nhận trọng nhiệm tổng thống của Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa. Ở dưới này có ngày nè. November 11, 2018.
là 11 tháng 11 năm 2018, President Đào Minh Quân. Và quý vị nhìn cái hình này, quý vị thấy sao? Ngài đang mặc một cái bộ đồ quốc phục của Việt Nam của chúng ta đó. Thì quý vị thử so sánh với một cái tên gián điệp Tàu Cộng Hồ Chí Minh. Chưa bao giờ chúng ta thấy Hồ Chí Minh mặc một bộ quốc phục của Việt Nam, có phải không quý vị? Quý vị nhớ lại xem, trong những cái hình mà Cộng sản Việt Nam đưa ra Hồ Chí Minh đó, Hồ Chí Minh mặc đồ của người Tàu đó quý vị. Cho nên á, từ cái sự dối trá đó, nó sẽ lòi ra. Cái gì thật á, thì nó sẽ thật hoài, 1000 năm cũng là thật. Mà giả á, thì nó không có giấu được quý vị. Nó nói dối đủ thứ, nhưng mà rồi có cái nó cũng lòi ra. Ở đây chúng ta nhìn là Ngài là một người Việt chính gốc, Ngài đang mặc một cái bộ quốc phục của Việt Nam của chúng ta. Quý vị thấy không? Ở đây Việt Nam gọi là một cái bộ áo dài khăn đóng đó quý vị. Còn Hồ Chí Minh chưa bao giờ mặc một cái bộ đồ quốc phục của Việt Nam đâu quý vị. Thì bao nhiêu đó là nó đơn giản thôi quý vị. Khi chúng ta để ý thì chúng ta sẽ biết cái sự giả trá đó nó không có giấu được quý vị. Một cái chuyện đơn giản như thế thôi. Rồi đây là Đức Quốc Công và Cố vấn An ninh của Tổng thống Trump. Đây, Đức Quốc Công chụp hình chung với Cố vấn An ninh của Tổng thống Trump nhân cái ngày mà Tổng thống Donald Trump nhậm chức của Tổng thống Hoa Kỳ đó quý vị. Thì không có một cái hội đoàn nào, không có một cái tổ chức nào được mời đó quý vị. Chỉ có Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa do Đức Quốc Công đang lãnh đạo được mời đến để dự cái ngày của ngài Tổng thống Donald Trump nhậm chức đó quý vị. Và những người nào mà những chính khách Hoa Kỳ mà được dự trong cái lễ nhậm chức của Tổng thống Donald Trump đó phải một cái vé vào đó thì rất là nhiều tiền. Nhưng ở đây chúng tôi muốn nói là Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, cái phái đoàn của Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa do Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân lãnh đạo thì đến dự free quý vị, không có phải trả tiền. Thì như vậy chúng ta thấy là chính phủ này chính danh hợp pháp và được song hành với Hoa Kỳ, cho nên có những cái điều kiện rất là đặc biệt. Và đây là hình ảnh cho chúng ta thấy Ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân đang chụp hình với một vị cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Donald Trump đó quý vị. Thì đây là những hình ảnh thật sự, những hình ảnh thật sự để cho tất cả người dân Việt Nam của chúng ta đừng có bị Cộng sản lừa gạt nữa. Chính phủ này là duy thật là cộng, cho nên sự thật sẽ thắng được dối trá đó quý vị. Thì người dân Việt Nam của chúng ta đừng có mê mờ nữa. Còn đây là cái hình của Ngài Jim Dantona là tặng cho Ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân. Hồi hôm trước chúng tôi có cho xem đó, hôm nay cho xem lại là cái bằng khen này nè. Cái bằng khen này nó có giá trị hơn cái award, vì cái bằng khen này nó không phải tên là award mà nó là resolution, là công lao của Ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân tại cái tiểu bang California. Công của Ngài rất là lớn, cho nên Ngài được Ngài Jim Dantona, đó là một vị của an ninh quốc gia Hoa Kỳ đó, đã tặng cho Ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân. Quý vị thấy không? Đây là sự thật nha, chứ không có phải dối trá. Cho nên là chúng ta phải
nhìn nhận để chúng ta đừng có mê mờ để cho cộng sản nó lừa gạt nữa nha quý vị. Đây là cái hình, đây là cái hình mà Đức Quốc Công đang chụp chung với những tỷ phú của Hoa Kỳ đó quý vị. Không có đơn giản nha quý vị. Cho nên á, ngài rất là khiêm nhường, ngài luôn khiêm nhường, khiêm tốn. Cho nên từ chỗ đó đó, chúng ta có những người bị cộng sản dẫn dắt, thành ra không có thấy được sự thật. Đó là tại sao chúng tôi cho phát cái bài Việt Nam Đào Minh Quân, vì ngài là một người tài giỏi chứ không có đơn giản. Một người mà lãnh đạo đất nước Việt Nam của chúng ta để thoát khỏi chế độ cộng sản Việt Nam thì không có đơn giản nha quý vị. Chưa có ai làm được điều này và chưa có ai dám đứng lên để mà chống lại Cộng sản Việt Nam và Tàu Cộng và lấy lại cái đất nước Việt Nam. Chỉ là những người ra chống cộng một cách đơn giản nhưng chưa bao giờ giải thể được Cộng sản. Nhưng ngài sẽ làm được điều này. Ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân sẽ giải thể được cái chế độ Cộng sản tại Việt Nam. Thì chúng ta hãy vui mừng và hãnh diện là Việt Nam của chúng ta đang được cứu nha quý vị. Ở đây chúng tôi mời quý vị xem Đại học Oxford danh tiếng nhất của nước Anh đã từng mời ngài đăng cái lý lịch trong cuốn niên giám của họ, nhưng mà Đức Quốc Công đã khiêm nhường từ chối. Thì đây là cái thư mời của Đại học Oxford danh tiếng nhất của nước Anh đó quý vị. Cái thư mời ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân để đăng ký cái lý lịch của ngài ở trong cái cuốn niên giám của họ, là họ mời nhưng ngài từ chối quý vị. Ngài rất là khiêm nhường, ngài không có nói chung là ngài không có nhiều người ta nói là ngài ham danh vọng hay là đủ thứ, họ gán cho ngài những cái lời nói mạ lị xấu xa, nhưng ngài là một vị tài giỏi và đáng kính phục đó quý vị. Người dân Việt Nam của chúng ta đừng có xem thường, vì chúng ta đang được cứu và ngài là một vị thánh nhân. Cho nên tất cả những gì ngài làm cho đất nước Việt Nam là rất là cao cả đó quý vị. Thì đây nè, để cho chúng tôi cho xem cái thư mời này là ghi tên của ngài nha quý vị. Chúng tôi mở rộng ra cho quý vị xem. Mr. Dan Dow. Dan á, là người người Tây Phương á, người ta gọi ngài tên là Danny. Danny là một cái từ mà giống như là dễ thương. Tại vì lúc đó, lúc ngài đi qua Hoa Kỳ thì ngài còn ốm lắm, cho nên Danny là giống như nhỏ con vậy đó. Rồi cho nên gọi tắt là chữ Dan đó quý vị. Chữ Dan thì cái từ mà Dan này nè đó, Dan, Mr. Dan Dow á. Thì hôm trước chúng tôi có kể cho tất cả quý vị nghe là ở trại tị nạn Kulo Tanga đó, thì ngài vì ngài binh người dân ở tại đảo, một cái tên chúa đảo đó nó ăn hiếp người dân, rồi nó đánh đập, rồi nó hãm hiếp đủ thứ, cho nên ngài đấm một cái đấm vô cái mặt của cái tên chúa đảo đó, rồi nó ngã xuống, nó bất tỉnh đó.
nó bất tỉnh rồi mười mấy phút nó mới ngồi dậy được, rồi nó chạy đi kiếm, nó chạy đi kiếm người Mã Lai để tới, để mà cái phe của nó để tới mà thanh toán ngài, là đánh lại ngài đó. Nhưng mà ngài đứng tại chỗ đó, người dân kêu ngài đi trốn đi, nhưng mà ngài nói nếu mà đi trốn thì chúng nó sẽ lục soát ở trong dân rồi nó sẽ đánh người dân nữa, cho nên là ngài đứng tại chỗ đó ngài chờ. Ngài chờ rồi nó trở lại thì nó đem lại một cái người đó, mà cái người đó lại nhìn ngài là người quen và hỏi là có phải Trang không, có phải Trang không. Thì cái người đó ngày xưa đó học chung một cái khóa sình lầy với ngài Đức Quốc Công, và hiện giờ hiện lúc đó đó thì cái người đó đang là người làm cái chức vụ quận trưởng của cái quận Johor-Masin mà tại cái đảo đó của ngài đang ở. Cho nên quý vị thấy những cái giây phút đó thì chúng ta thấy rất là hồi hộp, sợ là ngài sẽ bị nó đem người tới để đánh đập ngài. Nhưng mà không quý vị, những lúc mà nguy hiểm nhất thì ngài gặp được những cái điều may mắn đó quý vị, chúng ta không có thể tưởng tượng được. Và gọi trong nhà Phật gọi là không thể nghĩ bàn đó quý vị, không thể nghĩ bàn. Thì đó là cái câu chuyện mà nó xuất phát cho chúng tôi muốn dẫn chứng cho tất cả quý vị nghe cái tên của ngài Đức Quốc Công là Mr. Dan Dow, là do người ngoại quốc người ta gọi ngài là Dan đó quý vị. Cho nên đi theo với cái họ của ngài là chữ Dan. Thì đây là cái thơ mà của một cái đại học Oxford danh tiếng của Anh mời ngài để ghi cái lý lịch của ngài ở trong cái cuốn trong cái cuốn niên giám của cái đại học này. Đó là một điều vinh dự, nhưng ngài không có muốn nha quý vị, ngài từ chối đó. Cho nên là ngài là một một cái người mà chúng ta phải tôn quý, vì ngài không có ngài mang những cái tính chất rất là cao quý, cao trọng, cho nên từ chỗ đó ngài mới chỉ có một cái nguyện ước là ngài cứu người dân Việt Nam thôi quý vị, chứ ngài không màng gì cả. Ngay cả lúc mà ngài là triệu phú rồi, ngài cũng không có màng đến. Cho nên là chúng ta có nhiều người nghĩ sai về ngài, thì chúng tôi nói rõ cho tất cả quý vị cùng hiểu, để chúng ta trân trọng những gì mà ngài đã mang đến cho người dân Việt Nam của chúng ta nha quý vị. Và đây một cái hình ảnh nữa là cái cơ sở khoa học quốc gia Hoa Kỳ cũng đã từng mời Đức Quốc Công tham gia chọn lựa những tài năng cho Hoa Kỳ. Nhưng ngài cũng từ chối. Đây, xin lỗi. Đây. Đây cũng là cái thơ của cơ sở khoa học quốc gia Hoa Kỳ đã từng mời Đức Quốc Công tham gia để chọn lựa những tài năng cho Hoa Kỳ, nhưng ngài cũng khiêm nhường từ chối. Đây, chúng tôi thay, chúng tôi mở lớn ra cái cơ quan này viết tắt là NSF, chữ N là quý vị, NSF, viết tắt của chữ National, National là chữ N, Science Foundation, đây Washington DC, đây quý vị nhìn National Science Foundation Washington DC. Đó, đây cũng là một cái thư mời ngài Đức Quốc Công để tham dự chọn lựa những tài năng của Hoa Kỳ, nhưng ngài cũng từ chối. Quý vị biết mời ngài tham dự để chọn lựa tài năng như vậy, ngài Hoa Kỳ đã biết ngài tài giỏi đến mức nào, cho nên mới mời ngài tham dự ở cái lá thư này nè quý vị. Thành ra từ chỗ đó chúng ta phải biết được những cái sự việc này, để ai mà mạ lị phỉ báng ngài đó
thì chúng ta phải hiểu rằng những người đó là những người gian trá nha quý vị. Đây, Mr. Quân Minh Đào, quý vị thấy không? Đây là tên của ngài đó, Mr. Quân Minh Đào. Quân rồi M rồi Đào á, quý vị thấy không? Đây là sự thật đó quý vị. Đó. Từ chỗ đó gửi cho ngài ngày 12 tháng 4 năm 1993 đó quý vị. Cho nên lâu lắm rồi. Quý vị thấy cả một cái quá trình ngài đấu tranh liên lụy cho người dân Việt Nam của chúng ta. Bây giờ đã hơn 30 năm ở tại Hoa Kỳ, nhưng mà nó đã hơn 50 năm từ Việt Nam qua tới Hoa Kỳ nha quý vị. Rất là dài cái cuộc đời của ngài, gần như là ngài gửi trọn cho người dân Việt Nam đó. Thì chúng ta đừng có thờ ơ, đừng có mê mờ để chúng ta bị lầm, giặc nó dụ chúng ta mà chúng ta không biết, không hay. Thì đây là những cái bằng chứng để cho tất cả người Việt của chúng ta biết được giấy tờ hẳn hòi, không có nói dốc nha quý vị, không có nói dốc. Từ chỗ đó chúng ta phải yên tâm để mà kêu gọi trưng cầu dân ý để nước Việt Nam của chúng ta sẽ được ngài cứu, để người dân chúng ta được sống bình yên, no ấm và hạnh phúc ở trong tương lai nha quý vị. Đừng có thờ ơ. Khi chúng ta thờ ơ thì chúng ta tự diệt vong đó quý vị. Bây giờ mời tất cả quý vị cùng nghe cái bài viết của một người quân nhân. Tại sao tôi theo ông quân? Chúng tôi mời tất cả quý vị cùng nghe. Để trả lời câu hỏi này, xin quý bạn cho tôi kể một vài chi tiết ảnh hưởng đến quyết định của tôi. Ngày 27 tháng 4 năm 1975, trên đường tìm về nhà, tôi bị bọn sư đoàn 3 sao vàng của Việt Cộng bắt tại Long Khánh. Sau đó bị đưa về Trảng Lớn và cuối cùng là trại tù Bù Gia Mập. Năm 1978, qua nhiều đợt thăm nuôi, nhưng tôi không thăm hỏi được tin tức vợ con, nên quyết định vượt ngục trong lúc bị đưa đi lao động tại xã Minh Hưng. Sau khi thoát tù thì biết vợ tôi đã qua đời trong tẻ lạnh, nhờ bà con hàng xóm thương tình chôn giùm. Đứa con duy nhất mới 2 tuổi của tôi đã thất lạc. Vì Việt Cộng địa phương truy nã gắt gao, tôi trốn về Rạch Giá, may mắn được gặp một người lính thuộc quyền giúp tôi nhập bọn 7 người để cướp tàu đánh cá quốc doanh. Tàu đó tên là Chiến Thắng 3 để ra khơi. Đến Mã Lai, chúng tôi phải bỏ tàu lội vào bờ. Bị cảnh sát Mã Lai quận Johor Machin bắt hỏi cung gần 3 ngày thì được đưa về đảo Pulo Tanga cho tị nạn. Xin lỗi. Tại đây, tôi gặp ông Quân trong một dịp tình cờ. Khoảng tháng 12 năm 1979, gần Noel, trong một đêm bị gọi dậy vì một người lính Mã say rượu đốt thư viện. Anh em hay gọi tôi vì tôi là quân nhân, một thân, một mình, hay ngủ tại phòng thông tin. Ai nhờ giúp việc thì tôi giúp. Khi chạy đến thư viện nằm bên bờ biển Trung Đảo, tôi thấy một tên lính Mã, sai bí tử đang cầm bó đuốc châm vào đống sách báo trong thư viện để đốt. Tôi tính nhảy vào giật cây đuốc, nhưng còn chần chừ vì có thể sẽ phải đánh nhau với tên lính này, là điều rất cấm kỵ. Chắc chắn
nó sẽ trả thù, gây phiền nhiễu cho bà con cô bác trên đảo. Chợt tôi nhìn thấy một người Việt Nam ôm ớn tiến thẳng đến chỗ tên lính Mã, nói một tràng tiếng Mỹ. Vì tiếng Anh văn tôi cũng bập bẹ, và vì gió biển tôi không nghe rõ. Nhưng thấy tên lính Mã giáo giác nhìn quanh, rồi quăng cây đuốc xuống bờ cát, bỏ đi. Còn lại một mình người nọ lơm khơm lượm những chồng sách báo để lên bàn. Tôi liền phụ một tay và hỏi ông ta: ông nói gì với tên cóc cắn đó? Thì ông ta trả lời: tôi chỉ hỏi nó, bộ ông muốn đốt kinh Koran hả? Kinh Koran là linh thiêng, cấm kỵ của người theo đạo Hồi, mà đa số người Mã theo đạo Hồi. Tôi hỏi: sao ông biết nó theo đạo Hồi? Ông ta nhún vai: chỉ thử thôi, để chậm nó đốt hết sách, mai thiệt. Sau này tôi quen ông ta, theo về chỗ ông và vợ con ở tại Bắc đảo, thì lại biết thêm vài chuyện về ông ta như sau. Ông ta có cái tên nghe rất khó quên, Minh Quân, Đào Minh Quân, là người lái chiếc ghe VNKG 0602 chở 524 người tìm tự do. Trước khi ghe chìm thì được tàu Tây Đức vớt. Mọi người tranh sống tràn về một bên ghe để chen nhau lên tàu, có thể khiến ghe lật úp. Ông Quân đã trấn an mọi người bằng cách yêu cầu vợ con ông vào khoang ghe ngồi để lên sau cùng. Nếu ghe chìm thì vợ con ông Quân phải chết trước. Nhờ sự bình tĩnh hy sinh này của ông Quân và gia đình mà ông ta đã điều động được từng người lên tàu Tây Đức an toàn, không một ai bị thương tích. Khi lên đảo, ông sống trong một cái chòi rách nát. Thấy vợ ông có bầu, yếu đuối, lại có hai con nhỏ, đồng bào thương tình mời gia đình ông vào ở trong các căn nhà tại trung đảo. Khi phái đoàn Tây Đức trở lại đảo thăm, ông đã xin cho đảo một bệnh viện liều giả chiến và một máy phát điện cho đảo. Riêng ông chỉ nhận vài thùng sữa cho các con, nhưng ông cũng chia lại cho những người chung quanh. Sau đó, gia đình ông được một gia đình được định cư trước, nhường cho một căn nhà tại Bắc đảo. Căn nhà này sau đó được một phái đoàn Tây Đức đến thăm viếng. Nghe nói là do thuyền trưởng của chiếc tàu đã cứu thuyền của ông Quân lúc trước, đã đến thăm viếng ông ta và cho gắn máy điện riêng trong nhà. Ông Quân đã dùng nơi này để lập ban thể thao, ban văn nghệ và dạy anh văn cho nhiều người trên đảo. Suốt thời gian sống tại Pulo Tanga, ngoài sự lo lắng bị rớt thanh lọc, bà con ta có hai cái họa. Theo tôi, thứ nhất là lính Mã uống rượu sai làm bậy, và thứ hai là những tay du côn phá làng sớm. Nhưng từ ngày ông Quân về sống trong trại, ông tổ chức các cuộc tranh đua thể thao như bơi lội, túc cầu, bóng chuyền, vân vân, rất hào hứng, khiến những tên lính Mã cũng muốn tham dự, đặc biệt là môn bóng tròn. Ông Quân yêu cầu lính Mã lập danh sách để tham dự. Tài nghệ bọn lính Mã không hơn những tuyển thủ Việt Nam. Khi giao đấu, bọn chúng hay chơi xấu, nhưng thường không thắng được các hội tuyển Việt Nam của chúng ta. Thế nhưng ông Quân cũng trao cho chúng giải như là đội bóng kỷ luật. Lúc đầu tôi và một vài người bạn khó chịu, cho rằng ông Quân nịnh lính Mã. Nhưng sau đó, dần dần thấy lính Mã bắt đầu bỏ những thói uống rượu, chọc ghẹo phụ nữ hay đánh đập thanh niên. Và có chuyện gì mà bọn chúng không hài lòng thì kéo đến nhà ông Quân để giải bài và được ông ta khuyên lơn. Từ đó, đời sống người dân trên đảo dễ chịu hơn.
Trên đảo lúc bấy giờ có một băng du đảng, do quanh bốn ngón người thủy gian cầm đầu. Tên này gan dạ, từng chặt ngón tay để áp lực với phái đoàn Mỹ. Ông quân đã làm cho tên này bỏ nghề đánh lộn, xoay qua nghề chặt dừa, lợp nhà cho dân chúng. Nên từ đó hết du côn, ông lại cùng nhạc sĩ Phạm Duy Đức tổ chức các đêm văn nghệ cho bà con xem đỡ buồn cảnh xa nhà. Ngoài ra, ông ta đã mạnh mẽ bênh vực cho các thuyền nhân bị ho lao được chữa trị trước khi được thanh lọc định cư, vì nếu họ còn ho lao thì không được vào Mỹ. Sau đó, tháng 6 năm 1980, tôi được định cư tại Hoa Kỳ, nhưng vì không có thân nhân bảo lãnh nên phải về Nebraska. Mãi đến năm 1985, tôi mới di chuyển về Nam Cali. Trước khi ông Quân xuất hiện trên đài truyền hình Việt Nam để nói chuyện với đồng bào về quốc dân đại hội và các sách lược giải thể bọn Cộng sản khoảng năm 1988 đến năm 1989, thì tôi đã biết Nguyễn Hữu Chánh. Lúc này, Nguyễn Hữu Chánh làm nghề thầu xây cất, có văn phòng tại Bonsa. Anh Phùng Minh Tiến có cho tôi biết sơ lược, nhưng lúc đó tôi không quan tâm. Sau đó tôi tìm đến thăm hỏi ông Quân, nhưng vẫn chưa tham gia. Năm 1989, khi triết gia Lương Kim Định mời ông Quân làm chủ tịch ban thường vụ, thì tôi rất có hứng khởi về ông ta. Nhân dịp gặp cụ Trọng Nghĩa, thường vụ tổ chức Dân Sử Việt và Hội Lễ Nghĩa Liêm Sĩ thuyết trình về chiến dịch đạp mặt Hồ Chí Minh và các phương pháp chúng ta đã sử dụng để đánh bại âm mưu của Việt Cộng tại Liên Hiệp Quốc. Khi chúng xin cơ quan UNESCO tôn vinh già Hồ làm danh nhân thế giới khoảng đầu năm 1989, thì tôi rất cảm phục ông Quân. Vì trong lúc mọi người đều dùng phương pháp kể những điều bất chính và tội ác của già Hồ đã sát hại nhân dân Việt Nam để yêu cầu Liên Hiệp Quốc bác bỏ việc vinh danh Hồ Tạc, nhưng những nhóm thiên tả rất có thế lực tại UNESCO lại dẫn chứng việc Đại Đế Nã Phá Luân của Pháp trong trận Waterloo phải chết hàng chục ngàn quân Pháp trong một đêm, và việc quân đội đồng minh đổ bộ tại bờ biển Normandy để giải phóng châu Âu thoát hiểm họa Đức Quốc xã, mỗi ngày chết cả vài ngàn quân, thì việc 1-2 triệu người Việt bị hy sinh trong một cuộc chiến kéo dài suốt 45 năm, chia ra không đến 200 người một đêm, thì không thể là lý do chính để ngăn chặn việc tôn vinh Hồ Tạc. Trong lúc đó, ông Quân chỉ muốn UNESCO chứng minh Hồ Chí Minh và Nguyễn Ái Quốc là một, mà không hề chống đối quyết định của UNESCO để chứng minh Hồ Chí Minh và Nguyễn Ái Quốc là một. Chỉ có cách là so dấu tay của Nguyễn Ái Quốc trong thẻ căn cước với dấu tay của Hồ Chí Minh đang chôn tại Ba Đình. Nếu cùng một loại thì Nguyễn Ái Quốc là Hồ Chí Minh, nếu không cùng một loại thì Nguyễn Ái Quốc không phải là Hồ Chí Minh. Phương pháp này thật khoa học và dễ dàng thực hiện, nhưng lợi hại vô cùng vì bọn Việt Cộng không dám mở lăng Hồ để cung cấp dấu tay của Hồ Chí Minh. Cuối cùng, Liên Hiệp Quốc, UNESCO đành phải xếp hồ sơ xin tôn vinh Hồ Chí Minh là danh nhân thế giới vì Việt Cộng không cung cấp đủ bằng chứng là dấu tay của Hồ Chí Minh. Đó, quý vị thấy không? Cái gốc rễ đó đã bị Đức Quốc Công chặt rồi. Cho nên là người dân không có thể nào mà nhận giặc làm cha nha quý vị.
Mãi đến khi tin tức của Đại hội Dân chủ đoàn kết ngày 21 tháng 10 năm 1990 phổ biến rầm rộ trên một tờ báo có tên Dân ý News, khiến những người có chút trăn trở thời cuộc như tôi bị động lòng, nên chú tâm nghe ngóng. Tại đây tôi gặp ông Nguyễn Đức Sĩ, thiếu tá trưởng phòng an ninh tiểu khu Gia Định. Ông xác nhận với tôi chuyện ông Quân, một sĩ quan tác chiến vùng hỏa tuyến Quảng Trị, đã trình diện tiểu khu Gia Định vào giờ thứ 25, chúng tôi gọi những ngày cuối cùng trước 30 tháng 4 năm 75 là giờ thứ 25, để xin ra nút trận đoàn chiến xa Cộng sản có thể theo trục xa lộ Biên Hòa tiến về Sài Gòn. Tuy nhiên, binh lính tiểu khu đã giải tán, nên cuối cùng thiếu tá Nguyễn Đức Sĩ, quyền tiểu khu trưởng tiểu khu Gia Định, tiểu khu trưởng và tiểu khu phó đã bỏ ngủ trước ngày 30 tháng 4 năm 1975, đã chở ông Quân ra đầu cầu xa lộ để lập nút trận chỉ với 2-3 người lính. Nghĩa quân. Chính vì lòng gan dạ và tinh thần trách nhiệm này của ông Quân vào lúc tình hình rối loạn nhất của đất nước lúc bấy giờ đã chinh phục ông Nguyễn Đức Sĩ, nên khi ông Quân khẳng khái đứng ra nhận trọng nhiệm thủ tướng trước ba thế hệ lão niên, trung niên và thanh niên Việt Nam ngày 16 tháng 2 năm 1991, thì ông Sĩ đã tình nguyện làm chánh văn phòng cho ông Quân, dù cấp bậc ông Quân chỉ là trung úy. Trở lại chuyện thành lập một chính phủ tại hải ngoại lúc bấy giờ, vào lúc tình hình khó khăn, tranh tối, tranh sáng, không phải là một chuyện dễ dàng. Tôi và một số rất ít người thân cận của ông Quân, như anh Sĩ, anh Trí, anh Dương, anh Tuân mới biết được các cuộc thảo luận, nói đúng hơn là tranh luận giữa ông Quân và những người Mỹ về việc xin thành lập một chính phủ, mới thấy thần kỳ. Mà có dịp tôi sẽ nhờ các anh đó kể lại cho các bạn và đồng bào thưởng thức. Ở đây, tôi xin thuật sơ lược là muốn thành lập một chính phủ cần có 3 yếu tố: dân, lãnh thổ và hiến pháp. Mà ông Quân đã chứng minh được điều này nên mới có thể công khai ra mắt chính phủ ngay tại trung tâm thủ đô người Việt tị nạn Cộng sản tại Nam Cali ngày 16 tháng 2 năm 1991. Bây giờ tôi đọc, chúng tôi đọc hết bài này rồi kỳ sau chúng tôi sẽ giải thích tiếp tục, vì thời gian cũng dài cho nên là chúng tôi đọc qua một lần rồi sau đó lần sau chúng tôi sẽ đọc trở lại, chậm lại để giải thích và dẫn chứng cho tất cả quý vị cùng nghe về nội dung của bài này, rất là hay nha quý vị. Lúc bấy giờ nhiều sĩ quan cấp tá, thường là những người lớn tuổi và lớn cấp bậc hơn ông Quân, như Trung tá Nguyễn Thanh Tùng, Thiếu tá Trần Ngọc Dương, Cục Tâm lý chiến, Đại tá Nguyễn Hiền, Cục An ninh quân đội, Thiếu tá Nguyễn Lữ, Ban chỉ huy tiểu khu Quảng Trị, v.v. Nhưng lại rất đồng lòng tuân lệnh ông Quân làm tôi ngạc nhiên. Vũ Quang Ninh nhờ linh mục Lương Kim Định hẹn gặp ông Quân tại nhà dưỡng lão của các linh mục Thiên Chúa Giáo tại Garden Grove. Ông Quân chấp nhận, nhưng các cố vấn can. Lý do, Vũ Quang Ninh mặt sắc, da chì, rất nham hiểm. Vả lại, khi biết trong thời gian mới đến Hoa Kỳ,
Vũ Quang Ninh chấp nhận ngủ gara trong khi vợ y ngủ nhà trên với Cố Vấn Mỹ, nên các thành viên trong nhóm ông Quân chê không cho gia nhập. Dù ông Quân đã nhiều lần đề nghị anh em đừng nhắc đến quá khứ đau buồn của Vũ Quang Ninh. Sau này tôi biết Vũ Quang Ninh rất nhục vì chuyện này nên không bao giờ nhắc đến hoạt động của Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời hay Việt Nam Tân Dân Chủ trên radio hay báo chí do y điều hành. Tóm lại, thời bấy giờ mỗi người đều có lý do, nhưng đất hiền chim đậu cộng thêm bản tính ông Quân hiền lành, nho nhã, khiêm tốn nhưng rất kiên quyết khiến những đàn anh của ông thán phục, rủ nhau tham gia rất đông. Không có một tổ chức nào thời bấy giờ có thể so sánh. Ngay trong ngày ông Quân nhận trọng nhiệm thủ tướng 16 tháng 2 năm 1991, Nguyễn Hữu Chánh đã xin lên diễn đàn đọc bài ca tụng. Tuy ông Quân rất hâm mộ nhiệt tình và tài ăn nói của Nguyễn Hữu Chánh, nhưng các cụ cố vấn cho ông Quân như cụ Phạm Vũ, cụ Trần Văn Anh, cụ Trọng Nghĩa đều coi tướng Nguyễn Hữu Chánh là người độc ác, gian trá, phản bội. Tôi còn nhớ như in vào đầu lời cụ Phạm Thiên Khôi, nguyên tỉnh trưởng ba tỉnh Bắc Kỳ đời Pháp thuộc, nói rằng Nguyễn Hữu Chánh mắt luôn hấp háy, răng thưa, giọng nói khang khang, sau gáy có cục ư như Ngụy Diên thời Tam Quốc Chí, chỉ là một tên nói láo, gian hùng, không nên sử dụng. Lúc đó thì người ta nhận xét vậy, nhưng mà bây giờ thì đã rõ trắng đen rồi phải không thưa quý vị? Nguyễn Hữu Chánh rồi bây giờ đã lên diễn đàn thì chúng ta thấy là phản chính phủ rõ ràng rồi. Cái bài này thì vị quân nhân này viết trước đó. Hay như cha già kháng chiến Nguyễn Thanh Lương trước khi lìa đời đã nhắn ông Quân rằng đời nay là nhiễu nhương, đại loạn, người có đức độ trước sau gì cũng có thiên hạ, không nên hấp tấp dùng kẻ vô đạo như Nguyễn Hữu Chánh sẽ làm hư cơ nghiệp. Quý vị thấy ở trong này á, là tất cả các vị ở trong chính phủ của Đức Quốc Công đoán có đúng không quý vị? Quá chính xác phải không? Quá chính xác. Tiếc thay ông Quân lòng quá mềm, muốn lấy đức phục chúng, nặng giáo dục hơn là trừng trị, thủy chung không muốn xuống tay với thủ hạ, nên Nguyễn Hữu Chánh mới có cơ hội múa máy đến ngày nay. Bây giờ đã bị cấm rồi quý vị. Sau đó ông Quân nghe lời một số vị trưởng bối rút về sa mạc để lập căn cứ tu thân, khiến lực lượng Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời và tổ chức Việt Nam Tân Dân Chủ từ từ không nghe nhắc tới. Tuy nhiên, khoảng năm 1993, khi các trại tị nạn vùng Đông Nam Á rầm rộ đấu tranh vì bị cưỡng bách hồi hương, thì lại có sự xuất hiện rất đông đảo thành viên Việt Nam Tân Dân Chủ khắp nơi. Lúc này, tôi bắt đầu hiểu dần câu ông Quân nói tản lực tụ công, như con rồng thấy đầu không thấy đuôi và tản ra khắp nơi. Vì thời cơ đang chuyển đổi, thời cuộc đang hấp nóng, vận nước sắp hanh thông, tôi viết thêm câu chuyện nhỏ này chỉ mong các bậc anh thư hào kiệt và những trưởng bối xem qua, nếu đúng người, đúng chỗ thì tham gia, đúng việc, đúng nơi thì góp tay, góp sức. Một cây đâu làm được gì, nếu chúng ta cùng nhau kết hợp thì phải được. Tuy chúng ta không chủ trương đề cao cá nhân, nhưng muốn kết hợp phải có tổ chức thích hợp, đường lối thích hợp và nhân tố thích hợp. Tổ chức nào có danh xưng hơn một chính phủ
Đường lối nào hơn là lấy lại đất tổ, không làm khổ dân, và có phải ông Quân là nhân tố thích hợp hay không? Đó là do quyết định của quý vị và các bạn. Ai cũng có một tấm lòng, ai cũng có tài năng, nhưng nếu không kết hợp lại thì như những sợi chỉ, dù có lấp lánh bao nhiêu cũng không thể làm nên tấm vải lụa. Mạnh ai nấy hô, mạnh ai nấy đánh, thì cũng như trăm hoa đua nở, tuy có sắc mà giống như rừng hoang. Thậm chí phải cầu tay nhờ Mỹ, nhục thay, đau đớn thay, sớm nở tối tàn. Gần 30 năm rồi cũng chưa làm cho cộng quân nao núng. Nhìn đại hội toàn quân thì rõ, bao nhiêu tướng tá của chúng ta hiện diện mà không một anh tướng tá nào của Hoa Kỳ đến tham dự. Nhưng trung tướng của Việt Cộng Phạm Văn Trà thì được Mỹ mời mọc ra sao, tất quý vị và các bạn đã rõ. Nói nhiều thêm đau lòng, chúng ta hiện như rắn không đầu. Trên 1 triệu chiến binh tinh nhuệ miền Nam ngày nào mà không có đầu cũng phải tan rã. Tôi thô thiển, viết không trôi chảy lắm, nhưng lòng thật, nói thật, cảm ơn quý bạn và tất cả bậc thức giả đã đọc những dòng này. Một quân nhân còn thao thức. Thì bài này chúng tôi sẽ quay trở lại để giải thích. Trong này có những chi tiết rất là hay, cho nên là thời gian cũng đã khá dài. Chúng tôi mạn phép được ngừng ở đây, để lần tới chúng tôi sẽ quay trở lại bài này để cho tất cả quý vị cùng nghe cái quá trình của Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân. Ngài muốn cứu nước không phải là đơn giản, vì chưa có một người Việt nào từ trong ra ngoài nước, chưa ai dám đứng ra để giải thể chế độ cộng sản cả, quý vị. Nhiều hội đoàn lắm, đứng lên thì cũng là chống cộng, nhưng mà chống cộng thì là chọi nó lên rồi nó sống tiếp tục. Cho nên chỉ có một mình, duy nhất chỉ có một mình Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân là dám đương đầu với dám diệt tuyệt cái chế độ cộng sản Việt Nam và đương đầu với Tào Cộng. Cho nên là không một ai, duy nhất chỉ có ngài thôi nha quý vị. Thì quý vị đừng có thờ ơ, vì chúng ta đang được cứu. Mà nếu chúng ta không có sáng suốt để nhận định thì tự chúng ta bị diệt vong thôi. Nó đơn giản, nó không có gì khó cả. Và cũng không có gì là để chúng ta khó thấy. Vì hiện tại chính phủ của chúng ta là một cái chính phủ chính danh hợp pháp. Thì nếu ai mà không có quy về một mối với chính phủ này thì chúng ta biết người đó là ai rồi. Người đó đang làm lợi cho giặc đó quý vị. Vì ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân, ngài muốn đem tự do no ấm về cho người dân Việt Nam. Ngài không có hại người dân nào cả. Tại sao những người là Việt Nam lại không ủng hộ, lại đứng ở ngoài chạy vòng vòng rồi hết những cái trò ma mị này để lừa gạt người dân, rồi qua tới cái trò ma mị khác. Như vậy, nếu mà đất nước của chúng ta toàn là những người như vậy thì có cứu được nước không quý vị? Chắc chắn là không cứu được rồi. Cho nên chúng ta cần phải sáng suốt. Và chính phủ cũng kêu gọi để cho người dân Việt Nam ý thức. Cho đến một ngày thì chắc chắn là cái gì nó cũng phải có đoạn kết. Thì khi mà cái ngày cuối cùng đó thì chúng ta không thể nói là không biết, không nghe hay không thấy nữa quý vị. Vì chúng tôi cũng đã kêu gọi quá lâu rồi trên diễn đàn. Và bây giờ kính mời tất cả quý vị cùng nghe bài hát Nối Dịp Trùng Dương của ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân. Ngài sáng tác đó quý vị, nhạc của ngài sáng tác rất là hay và rất là tuyệt vời. Và trong đó là những lời văn, khi ngài viết văn hoặc lời thơ hay là bản nhạc thì nếu mà chúng ta không có kiềm chế thì dễ khóc lắm quý vị. Vì ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân, những bài thơ, những bản nhạc của ngài là cả một tấm lòng đối với người dân Việt Nam.
Ngài yêu thương người dân Việt Nam, đất nước Việt Nam vô bờ bến đó quý vị. Cho nên kính mời tất cả quý vị cùng nghe bài hát Nối Nhịp Trùng Dương.
chúng tôi kính mời tất cả quý vị cùng nghe bài hát để kết thúc chương trình. Đó là bài hát quen thuộc Trưng cầu dân ý, vì hệ thống trưng cầu dân ý luôn luôn để cho người dân thực hiện cái quyền của mình, thực hiện cái trách nhiệm, cho nên hệ thống trưng cầu dân ý sẽ đi theo với người dân Việt Nam của chúng ta cho đến khi Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa về trên quê hương chúng ta, vẫn phải tiếp tục trưng cầu dân ý để nói lên chính kiến của mình mà diệt tuyệt được chế độ Cộng sản Việt Nam. Và hệ thống trưng cầu dân ý là quyết định để giải thể chế độ Cộng sản Việt Nam nha quý vị. Kính mời tất cả quý vị cùng nghe. Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân lãnh đạo sẽ sớm lấy lại được đất tổ, không làm khổ dân, và Việt Nam sẽ được ấm no hạnh phúc nhờ có Ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân. Tất cả chúng ta sẽ được an bình hạnh phúc trong những ngày sắp tới. Người dân Việt Nam sẽ được no cơm ấm áo, và công cuộc lấy lại đất tổ không làm khổ dân. Kính mong trời Phật, Thượng Đế gia hộ cho được thành công viên mãn. Kính cảm ơn Thượng Đế trời Phật. Trước khi chấm dứt chương trình, chúng tôi kính mời tất cả cùng cất cao lời thề son sắt do Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân đã truyền dạy. Dân tộc Việt bất khuất, bất khuất. Cương thổ Việt bất phân, bất phân. Nhân dân Việt bất ly, bất ly. Tôi, Chuẩn tướng Kim Huỳnh,
trân trọng kính chào tạm biệt Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân và phu nhân, kính chào Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc, quý thành viên, đồng nhiệm trong Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, kính chào quý đồng bào Việt Nam thân thương trong và ngoài nước. Kính chúc tất cả được nhiều sức khỏe và bình an, thân tâm thường an lạc và chờ đón một ngày vui nhất của toàn thể người dân Việt Nam của chúng ta, Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, do Ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân lãnh đạo sẽ về trên quê hương đất nước Việt Nam của chúng ta trong những ngày sắp tới. Trân trọng kính chào.